À, như vậy thì dùng cái phương pháp niệm Phật để đánh tan đi những cái tâm cố chấp, dùng phương pháp niệm Phật để đánh tan đi những cái phiền não, dùng phương pháp niệm Phật để đánh tan đi những tâm âu lo, dùng pháp niệm Phật để quân tụ phước báo và công đức, để mình vượt lên trên cảnh giới này để tiến hóa về mặt tâm linh. Thì người đó dùng đúng cái pháp môn niệm Phật mà chư Phật chư Tổ đã dạy. Còn nếu chúng ta chuyển cái pháp môn niệm Phật bằng cách cầu khẩn mà không tu, cứ lên niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở dưới này chán quá, dưới này khổ quá, nhưng mà ai đụng tới một cái bắt đầu chửi nha, tao tu với Phật chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay nghe, bắt đầu chửi nát hết trơn. Vì thấy chưa, tao không có tập trung để tu, tu có thân, tập trung tu là tu có tâm, tao không tập trung vào điều đó, dùng pháp của nhà Phật để mở toan cánh cửa của tâm, mà tao không dùng phương pháp đó, mà tao dùng phương pháp nhà Phật để cầu Đức Phật tiếp rước, để cầu ban phước, ban vui cho mình. Tu là cái gốc sự giác ngộ, chứ không phải là tu là chế độ khen thưởng ban thưởng. Cái chế độ khen thưởng ban thưởng đây là thần quyền, chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật là tánh giác của tự tâm, mà tự nhiên mình không giác, mình phải nhờ vào pháp của Phật để cho mình giác. Nếu chúng ta làm khác nguyên lý đó, chúng ta không phải tu theo pháp môn niệm Phật đâu, mà chúng ta tu theo cách cầu khẩn của thần quyền đó. Thần quyền là chế độ ban phát, ban thưởng, xin cho. Mà nhà Phật đâu có đó, nhà Phật chỉ độ thôi. Đức Phật nói là ta chỉ là thầy dẫn đường, các con là người mà đi theo ta thôi, phải không? Nên các con hãy làm hòn đảo của tự thân, làm hòn đảo của chính mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Có phải là Đức Phật trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn nói kinh Di Giáo không? Có phải vậy không? Đức Phật nói, ta là thầy dẫn đường, chỉ đường, chứ không phải là con đường. Các con phải tự thắp đuốc mà đi, tự nỗ lực. Chúa Giê-xu nói, ta là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng qua ta, chẳng nhờ ta thì các con không ai được đến cùng cha trên trời. Amen.